Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Tâm điểm chính của clip hôm nay sẽ là bộ sưu tập 9 album của Mạnh Đình, giọng nam đứng sau thành công của ca khúc Chuyện Giàn Thiên Lý, chắc hẳn không còn xa lạ gì với những anh em yêu nhạc vàng. 9 album ngày hôm nay thì đều là đĩa tái bản S1, phôi đúc lòng trắng chất lượng cao, em đang giao lẻ là 150 một chiếc. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em 0912 906 897. Super những ship sâu OD từ 3 đĩa trở lên, mình phải ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và mở đầu bộ sưu tập 9 album của Mạnh Đình ngày hôm nay sẽ là chương trình Tình Khúc Anh Bằng, với những ca khúc rất là hay mà Mạnh Đình từng thu âm cho trung tâm Asia. Đa phần là những cái nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng như là Mưa Chiều này, Chuyện Giàn Thiên Lý 1-2 này, có Hồi Chuông Sống Đạo, Nếu Tôi Đưa Em Về, hay là Trúc Đào, Sầu Lẻ Bóng, Bướm Trắng và Tôi Vẫn Cô Đơn, em đang giao là 150 nha. Một số thông tin thêm về tiểu sử của anh thì Mạnh Đình tên thật là Đỗ Đình Mạnh, sinh năm 1962 tại Sài Gòn, là con thứ 6 trong một gia đình có 7 người con. Và trong suốt những năm tháng đi hát khi còn ở Việt Nam thì Mạnh Đình cũng đã được khá người biết đến nhờ đạt được nhiều huy chương vàng tại những cái lần thi đua văn nghệ toàn quốc. Album Tình Khúc Anh Bằng với những cái nhạc phẩm được hòa âm của Trúc Hồ, Trúc Sinh tiếng rất là tốt, em đang giao là 150. Album kế bên sẽ là Mạnh Đình Vôn Ba, Dân Ca Ba Miền. Ở bên cạnh những ca khúc nhạc vàng, nhạc xưa ra thì Mạnh Đình thể hiện những cái nhạc phẩm dân ca cũng rất là hay. Trong album này thì có thêm cả Sơn Tuyền này, Ý Lan, Như Quỳnh hát những ca khúc quê hương trữ tình như là Răng Cầu này, Lũ Duyên Thiên Lý Ngộ, Liên Khúc Ba Nguyền, Tình Thắm Duyên Quê, hay là Qua Cầu Gió Bay, Có Chiếc Áo Bà Ba và Ngẫu Hứng Đi Qua Cầu. Em cũng đang giao là 150 nhá, toàn bộ hòa âm của Trúc Hồ, Trúc Sinh. Cuộc đời nam ca sĩ chính thức sang trang sau khi mà giành giải nhất ở cuộc thi giọng ca vàng do Duy Khánh tổ chức tại Mỹ, và ngay lập tức thì Mạnh Đình đã được nhạc sĩ Trúc Hồ mời ký hợp đồng với trung tâm Asia năm 1993. Nhạc phẩm đầu tiên anh tham gia là Hồi Chuông Xóm Đạo đã gây được tiếng vang lớn tại hải ngoại lúc bấy giờ, và sau thành công với album đầu tiên là Chuyện Giàn Thiên Lý năm 1994 thì ngay lập tức anh đã có liền một chỗ đứng với dòng nhạc vàng mà anh gọi là có âm điệu quê hương mùi mẫn, rất hợp với sở trường giọng hát của mình. Đây có thể xem là cái album tâm điểm của clip ngày hôm nay đây, chương trình Chuyện Giàn Thiên Lý Vôn 1, những sáng tác của Anh Bằng và Trần Thiện Thanh với tiếng hát của Mạnh Đình. Và trong này thì còn có thêm những ca sĩ khách mời như là Sơn Tuyền này, có Chế Linh và Nhật Trường nữa nhá. Nhưng mà vẫn không thể bỏ qua những cái bản bất hủ đúng không nào? Chuyện Giàn Thiên Lý rồi thì Hồ Chuông Xóm Đạo, đây là hai bài tủ của nam danh ca Mạnh Đình rồi. Trong này có cả Vẫn Như Lầu Hoang, có Chuyện Hẹn Hò, có Biển Mặn, và đặc biệt là bác nằm thích thử loa thì cũng có thể test với bài số 8 nhá, Tôi Vẫn Cô Đơn với tiếng hát của Sơn Tuyền rất là hay. Chuyện Giàn Thiên Lý em đang có cả phiên bản, đây là đĩa F1 150. Ngoài ra phiên bản đĩa xịn có tem của trung tâm Asia thì sẽ rơi vào 550 nhá. Em đang có sẵn cả hai bản cho các bác lựa chọn. Đĩa xịn thì nó sẽ có tem bên ngoài của Asia và phô bên trong là phôi sọc chính hãng. Còn đây là đĩa F1 150 thôi. Phối đúc lòng trắng rất là vừa tiền nhưng mà chất âm thì em cũng đảm bảo là 8/10 so với đĩa xịn rồi. Kế bên đây sẽ là Mạnh Đình Vôn 5, nhưng mọi người hay gọi là Chuyện Giàn Thiên Lý 2, dễ nhớ hơn. Cũng là một chương trình đĩa tái 150. Trong này thì Mạnh Đình tiếp tục thể hiện những cái nhạc phẩm như là Hàn Mặc Tử, Cô Bé Môi Hồng, Bỏ Phố Đà Lạt, Liên Khúc Trúc Phương, hay là Ngựa Ở Lại Buồn và ca khúc Chuyện Giàn Thiên Lý 2. Anh cũng đang giao là 150. Bài Bướm Trắng cũng rất là hay nhá. Trước đây thì Chế Linh hát ca khúc này của nó là kinh điển rồi. Nhưng mà với những thế hệ ca sĩ trẻ sau này thì Mạnh Đình hát thể hiện lại cũng rất là thành công. Và cứ như vậy thì Mạnh Đình đã bất chợt bước vào nghề ca hát và đạt được thành công rực rỡ, trong khi mà bao nhiêu người khác thất bại. Có rất nhiều người đạt giải cao tại các cuộc thi ca hát nhưng mà lại rất ít ai được thành công như là Mạnh Đình. Từ khi anh ký hợp đồng với Asia thì Mạnh Đình luôn xuất hiện trên băng video của hãng. Mặc dù anh tự nhận là mình bước vào nghề này khá trễ nhưng mà anh đã tự tạo dựng được tên tuổi của mình. Đặc biệt là Mạnh Đình cũng nhận được rất là nhiều khen thưởng và khích lệ sau những cái màn trình diễn chung với Như Quỳnh trên sân khấu của Asia. Hiện nay thì anh đang là ca sĩ độc lập, thường xuyên xuất hiện trên Paris By Night của Thúy Nga và cũng có đôi lần trở về nước biểu diễn. Những cái album ở dưới đây thì sẽ là những cái chương trình sẽ có sự góp mặt của cả Mạnh Đình và những ca sĩ khác nữa nha. Chẳng hạn như là có Như Quỳnh này trong cái album Liên Khúc Chiều Mưa rất là nổi tiếng đây. Giai điệu sôi động, vui tươi, Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình, Liên Khúc Chiều Mưa 3 nhá. Em cũng đang giao là 150. Đĩa này thì nó không còn bản xịn nữa đâu, nhưng mà mình có thể chơi F1 cũng được, chất âm rất là tốt rồi. Với 4 bản liên khúc trong này, bài nào cũng hay, âm thanh sắc nét. 150 nhá, một trong những cái đĩa thuốc để thử loa luôn đấy ạ. Bộ dàn nào bắt khỏe mà thử mấy cái Liên Khúc Chiều Mưa này thì đảm bảo là phê thôi rồi, đỉnh nóc kịch trần luôn.
À, liên khúc chiều mưa thì em đang có cả liên khúc chiều mưa 1, 2 cũng rất là hay, cho bạn nào mình thích mua thêm nhé. Cái này 150 nha. Ở bên đây thì em có thêm một chương trình nữa là album nghèo. Trong này sẽ có nhiều ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Đặc biệt là có cái bài đầu tiên là liên khúc nghèo với tiếng hát của Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh và Trường Vũ. Không hiểu vì sao mỗi lần ba bác này mà xuất hiện chung sân khấu với nhau là đều hát những cái nhạc phẩm nào là nghèo này, nào là thất tình nữa nhá. Bạc Trắng Lửa Hồng cũng rất là hay này, với tiếng hát của Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh. Trong này có bản Thói Đời của Mạnh Đình luôn, có Phi Nhung, có Từ Nguyên, rồi thì có cả Mỹ Huyền, Đời Vẫn Lầm Than. À, trong lúc em quay thì bên ngoài trời đang mưa khá là to, không biết là cái tiếng mưa nó có lẫn vào clip không, thì cả nhà có thể giúp em là đeo tai nghe nhá, để mình nghe rõ hơn. Album nghèo này của Trung tâm Thúy Nga nhá, tổng hợp nhiều ca sĩ, trong đó có cả Mạnh Đình nhân vật chính ngày hôm nay. Và bây giờ thì em sẽ thử cho cả nhà nghe một ca khúc mà rất ít bác khách biết, nhưng mà là một cái chương trình, một cái bài hát em rất là thích nghe và cũng có đôi lần test loa ở trên YouTube rồi, và nhiều khách ở dưới khen là bài này hay quá. Muốn biết tên của ca sĩ cũng như là biết tên của cái bản nhạc này thì đó sẽ là cái bài Trong Đời Còn Cô Đơn này nhá. Một cái chương trình có sự góp mặt của cả Như Quỳnh này, cả Mạnh Đình và Duy Linh. Trong này thì em đang cho các bác nghe thử bài số 4, Nếu Sau Này Em Lấy Chồng nhá. Cái giai điệu rất là hay nhá. Em trước đây em không biết là bài này là do Mạnh Đình hát cơ. Lần này được nghe thử trong cái album Đời Còn Cô Đơn mới thấy là thật là một cái album tuyệt vời. Hòa âm hay của Trúc Hồ, Trúc Sinh và có cả Bảo Trấn. Các bác xem list bài nhá, bài nào cũng hay. Yêu Một Mình của Như Quỳnh này, Như Quỳnh hát cả bài cuối Những Đồi Hoa Sim cũng ok luôn. Đời Còn Cô Đơn của Duy Linh cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt là trong này có một cái bản nữa của Mạnh Đình hát cũng hay là bản Mất Em. 150 cả nhà nhá. Đời Còn Cô Đơn đi F1 thôi, nhưng mà phôi cũng khá là đẹp, chuẩn chỉ. Ca sĩ Mạnh Đình thì cũng khá là kiệm lời khi mà chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Nam ca sĩ cho biết là anh đang có mối quan hệ tình cảm với một người hâm mộ cũng đã hơn 10 năm nhưng mà không muốn tiến tới hôn nhân. Và anh còn nói rằng là tôi thích quan hệ yêu đương hơn là kết hôn, vì đơn giản là tôi chưa sẵn sàng hy sinh niềm đam mê ca hát. Cái này 150 nha. Album kế bên này, Chuyện Người Con Gái Ao Sen. Các bác thích mua lại đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa của Wasalo giúp em 0912906897. Đây là một cái chương trình với 4 giọng nam rất là có thể coi là trụ cột của trung tâm Asia đi. Đó là Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình và Bảo Tuấn. Chương trình này thì test loa cũng cực kỳ phê nhá. Thì bài nào cũng được hòa âm của Trúc Hồ, Trúc Sinh. Đây là hai bậc thầy hòa âm của trung tâm Asia rồi. Đường Về Quê Hương này, Bông Cỏ May, có Cô Hàng Xóm, có Đêm Cô Đơn hay là Loan Mất Nhung. Ở trong này thì Mạnh Đình góp mặt với hai ca khúc, đó là Cánh Buồm Chuyển Bến và Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Còn mở đầu sẽ là Chuyện Người Con Gái Ao Sen với tiếng hát của anh Ngoảnh Trường Vũ. Đĩa này cũng hay nha, hòa âm phối khí rất là tuyệt vời. F1 thôi, 150 nhá. Và kết thúc clip ngày hôm nay sẽ là một cái chương trình cũng được khá là nhiều khách hàng bên em yêu cầu, đó là nhạc phẩm Mạnh Đình 4 Trúc Đào. Cái bản Trúc Đào cũng là cái bản mà rất ít những nam ca sĩ nào thể hiện thành công như là Mạnh Đình. Ngoài ra có Sầu Lẻ Bóng này, có Phố Đêm này, Cà Phê Đắng, có Quên Cả Lối Về và Nếu Tôi Đưa Em Về. Những sáng tác của Lam Bằng, Anh Phương hay là của Lê Đức Long và Trúc Giang, anh cũng đang giao là 150. Và trong một lần chia sẻ với báo chí thì Mạnh Đình có thổ lộ rằng là tôi thấy mình là người may mắn, tới tuổi này vẫn còn làm cái nghề mình thích, còn tên tuổi đủ để bán vé và khán giả thương. Tôi quan niệm rằng cuộc đời sống là phải biết ơn và nghệ sĩ thì càng phải trân trọng khán giả. Dù 5 hay 10 năm nữa thì tôi vẫn muốn tiếp tục được đi hát. Giờ tôi không cần làm live show, MV hay là ra album, mà chỉ cần còn được làm nghề với tôi là mãn nguyện lắm rồi. Và những chia sẻ vừa rồi của Mạnh Đình cũng là lời cuối cùng để khép lại clip tổng hợp 9 album, những cái chương trình đặc sắc nhất của giọng ca Chuyện Dàn Thiên Lý ngày hôm nay. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa của Zalo giúp em 0912906897. Giúp em những ship show OD từ 3 đĩa trở lên, mình phải ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu, bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn, xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.